phép đội thi Ban Chỉ huy Sự kiện Mường Lát gửi đến quý đại biểu, ban tổ chức, ban giám khảo cùng toàn thể hội thi lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa các đồng chí, Mường Lát là huyện vùng cao biên giới phía tây Thanh Hóa với hơn 100 km đường biên giáp với nước bạn Lào, là huyện trọng điểm về quốc phòng và an ninh của tỉnh và cả nước. Trong những năm qua, Ban Chỉ huy Sự huyện đã làm tốt công tác tham mưu cho các ủy chính quyền về công tác quân sự quốc phòng địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Vùng đất lịch sử, nơi hội tụ và giao thoa văn hóa của nhiều tộc người, giàu bản sắc đa văn hóa. Chính vì vậy, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Mường Lát đã có nhiều hình thức biện pháp sáng tạo trong tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt mọi đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định về công tác quản lý biên giới, tuyên truyền vận động công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu được giao, tham mưu cho các ủy chính quyền địa phương trong xây dựng, củng cố, kiện toàn, biên chế lực lượng dân quân tự vệ đúng quy định, phối hợp với lực lượng chức năng trong tuần tra bảo vệ, giữ gìn an ninh chính trị, an ninh biên giới và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Những năm qua, lực lượng vũ trang huyện Mường Lát đã hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng chống và giải quyết sau thiên tai, phòng chống dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19, tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị tại địa phương, xây dựng nông thôn mới, vận động bà con xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, vận động nhân dân xóa bỏ các hủ tục lạc hậu trong phong tục tập quán tại địa phương, lắng nghe và luôn tôn trọng những đồng phong tục tập quán tín ngưỡng tôn giáo của đồng bào các dân tộc huyện nhà. Cùng với những kết quả thành tích đáng tự hào nêu trên, lực lượng vũ trang huyện Mường Lát đã thường xuyên chủ động tham mưu và phối hợp chặt chẽ với các cấp các ngành làm tốt công tác thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vận động cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện thực hiện có hiệu quả cuộc vận động quyên góp ủng hộ quỹ nhân dân đáp nghĩa ngày đình ngày nhà nạn nhân chất độc da cam, nghĩa tình đồng đội, đồng thời làm tốt công tác chính sách hậu phương cơ đội. Với thành tích trên, đơn vị đã có nhiều tập thể cá nhân được các cấp khen thưởng. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa ban tổ chức, ban giám khảo, đội thi dân vận khéo, ban chỉ huy quân sự huyện Mường Lát cùng các thành viên, đồng chí trung tá Nguyễn Văn Dũng, đồng chí thiếu tá Hà Văn Tuyến, đồng chí thiếu tá Lò Văn Toàn đến từ đơn vị kết nghĩa bản Lát xã Tam Trung, bạn Hà Kim Vân, bạn Thao Thị Dua. Và cuối cùng là tôi, thiếu tá Lương Anh Sơn, đội trưởng. Kính thưa các thủ trưởng, kính thưa toàn thể các đồng chí, đội thi dân vận khéo ban chỉ huy quân sự huyện Lát đến với hội thi với tinh thần giao lưu, học hỏi, nâng cao kiến thức, kỹ năng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp đề ra, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. Kính thưa toàn thể các đồng chí, thấm nhuần phát huy lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, việc vận là rất, việc dân vận là rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Với tinh thần đó, thay mặt đội thi ban chỉ huy quân sự huyện Mường Lát, chúc các đồng chí sức khỏe,